Món thứ hai này. Đây là món truyền thống nha mọi người. Hàu nướng mỡ hành. Siêu, siêu ngon luôn. Ơi, anh ơi. Hả? Sao không làm nướng cả tỏi nữa? Tỏi gì? Hành tỏi. Hành cà phê. Hành đấy. Mỡ hành chứ mỡ tỏi. Mỡ hành mỡ tỏi. Không. Ngon chưa mọi người? Đã lắm. Phơi lắm. Ê, trời, giới thiệu mọi người đây. Con đây là con hai lửa. Hai lửa là cái gì? Hai đầu đều có ong nhé. Con này nướng. Con trái tim ấy. Con này mà nướng thì cháy mất một con là chắc. Đúng rồi. Một con cái nào. Hồng nướng mỡ hành. Ngon lắm. Ăn chết người đấy. Đây này. Như kiểu cái máng cho chó ăn ấy nhỉ. Máng thì em nấu thế mà. Cái loại mày không suy nghĩ được cái gì tích cực cả. Tăng gan chứ mày, nhà mày đang ăn cơm, mày mẹ như kiểu mày đang ăn cơm ngồi với mẹ mày, mày có bảo là ui cái bát này có giống bát cháo chó kia không, hay là bảo giống cứt cu xin không? Không. Thế thì nó giống mà. Người ta phải biết kiềm chế. Kiềm chế. Ui con này hàu sữa lắm. Ôi trời, cái ăn ngon. Đấy, sôi rồi này, bắt đầu sôi rồi này. Phê. Vừa mới mà đấy mà đã sôi này mọi người. Rồi, sôi luôn này. Đấy, sôi hùng sục, mỡ sôi nhá. Đây này, đấy, thấy chưa? Sôi nhanh nhở. Sôi hùng sục. Chín nhanh nhở. Đấy, mấy con kia bên này cũng đang chuẩn bị sôi. Đã đấy. Đấy, xếp gọn vào, xếp gọn vào, đủ mà chỗ mà. Không đủ đâu. Đủ chỗ đây. Nào, cho vào bên này. Xếp gọn vào đủ chỗ hết. Ta đã tính toán hết rồi. Kiểu như là picnic ấy mọi người ạ. Hôm nay là buổi ra ngoại ăn thi. Picnic đồng. Ngon. Đồng quê. Wow. Trốn cô đơn qua. Wow. Dịch cái lâu, dịch lâu khỏi nhỉ. Cái dịch, ba cái dịch vớ vẩn chết được người đó, này. Mà lắm người sợ nhỉ. Dịch cô đơn qua. Coca-Cola. Dây cô loa. Sida. Ăn điên này. Dịch ba la ba la. Ebola. Coca-Cola. Sao cô la la. Dịch corona. Vớ vẩn chết được người. Ăn là bây giờ cứ phải ăn uống. Chết không hối hận. Ăn khỏe vào xong rồi không chết được. Wow. Ngon chưa? Chết tiệt. Chưa? Nào, cho hai nốt hai con lấy vào đây. Chảy hết nước anh ơi. Chảy nước. Hàu bắt đầu chảy nước rồi mọi người. Anh làm nghiêng này nó chảy nước ra. Úi trời. Ngon đấy. Có ai tiệm chưa? Ba đệ đứng ngay cạnh mà chút tiệm mà. Không biết mọi người ở bên trong ông kinh có thể tiệm. Ấy, thử xem cái món này xem nào. Món này là món hấp bia này mọi người. Hấp. Món này ở bên cạnh thơm này. Xem nào. Cho chúc chúc. Wow, ngon lắm. Chuẩn bị đợi chín một thể luôn. Chà chà chà. Ok, mọi người chờ tí nhá. À, còn món này này. Món này á, phải ăn sổi. Tí nữa. Xẻo ra bát, ngắt chanh, chè luôn. Chè luôn. Thế là mì quách, anh ơi. Quá ngon. Trắng phau phau. Anh ơi, con này lung lay rồi, chắc chín rồi nào ấy. Chín rồi, đặt xuống đây vừa ăn đấy đã. Ăn luôn à? Có chứ, từ từ. Vừa ăn vừa nướng, còn cái món này đây. Món này bây giờ mình sẽ nhấc lên đây. Thì có một phát tặng sản luôn nhá. Đây này, cho sang đây này. Đấy. Ok. Nào. Đấy. Món này thơm lắm. Anh ơi, mùi như kiểu cá chua ấy. Ôi sao. Con này sẽ đợi nó chín à? Khả năng là chín rất là cao rồi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thử từng món một. Đây. Thử món hấp trước. Hàu hấp bia nhá mọi người nhá. Hấp bia xả. Không biết ngon không nhỉ? Đây. Ơi nhưng mà anh ơi, phải chế thêm một cái bát này nữa. Chấm thử xem gia vị nào ngon hơn. À ừ. Thế lấy xì dầu. Em lấy xì dầu nhé, bát xì dầu một bát nhé. Giờ mình sẽ thử con này đầu tiên. Ui, cảm giác nhìn nó quăn lại nó hay lắm nhá. Nhìn như con nó khô khốc giống con trai trai nhỉ. Nhìn như con trai trai đấy. Đây là hàu hấp bia nhá. Sẽ thử chấm muối ớt mọi người nhá.
Đây, thì máu để chế xì dầu cho con chị em. Ăn phải cay, ăn phải phê. Hay phết. Ui, xì dầu ớt à, cay lắm đấy. Cứ kiểu gì ạ? Cũng ngon. Cũng được. Ui chà, ui cho mù tạt lắm thế. Ăn cay lắm ấy. Ngon. Đây. Ôi dồi ôi. Ăn nó phải sánh. Rồi, mày khoáng đi. Mình sẽ thử một con hàu nướng nhá. Đây, mọi người thấy nó vàng thề ngon chưa này? Ui, con này cháy mất. Đây, con này đang sủi và rất là ngon. Ai khói quá. Quá. Khói quá, đây. Ngon không? Ừ, ngon lắm. Đây, cho mày một miếng. Đó, em tự thưởng thức. Đây. Lấy một con ra đây. Đây. Đây là hàu nướng mỡ hành nhá mọi người nhá. Mau để thử. Ôi, bỏng quá. Đáng nhiên phải để nguội cơ. Xong hút. Wow. Nguội xong hút. Ấy, không có làm rớt nước. Mời tất cả mọi người nhá, có phải chấm gì không anh? Không, không. Ngon nhỉ? Thơm ngọt lắm. Ăn dính đúng cái cục môi. Ngon quá. Giờ sẽ thử đến món đặc biệt nhất. Wasabi. Em chưa ăn cái này, em thử ăn cái này đã. Hả? Chưa được ăn à? Anh cậy em. Không phải cậy, nó mở mắt ra đâu mà. Đâu? Con này nó điếc. Điếc không chịu xuống rồi, nhưng mà sợ dao. Đây. Đây. Thấy chưa? Đây gọi là chất ngọc trai. Hấp sao nó hấp mà nó lại mất nước nhỉ? Chắc là nó nghiêng đấy. Đây. Chấm. Chấm ngon hơn không? Chấm wasabi. Em thử chấm wasabi. Ngon lắm mọi người ạ. Mày chấm ít quá. Nào. Ui, sao? Giờ mới đến món gọi là ăn tươi nước sống nhá. À đây. Bây giờ là đến tiết mục ăn tươi nước sống mọi người ạ. Nào, đây tao gạy cho mày một con trước à. Không, con nào không mất nước đấy. Đấy, không mất nước luôn. Đây, còn nguyên. Đây. Đấy. Đây. Wow. Đây này, đây là con hàu sống nha. Múc ít nước chanh vào cho nó chua. Hay cho nó chín. Đấy. Wow, đợi một tí nha, đợi một tí cho nó chín đã. Không cần đợi, chén luôn. Xong đợi, bỏ bớt một tí nước chanh này đi. Ừ, chua quá. Ây da. Đây. Anh ơi, phải có cái chiều múc nước này vào chứ. Múc đây. Nước gì? Đây. Hớt một phát vào. Wow. Đấy, trộn trộn. Wow. Cái này cay lắm đấy. Mời tất cả mọi người nha. Ăn hàu, hàu gỏi hàu. Ngon không? Ôi. Không, không mũi vát họng. Sảng khoái dài lâu luôn. Ngon không? Ngọt lắm nhưng mà. Nhưng mà. Trời, cái này nhiều quá cay. Giờ mình cũng sẽ thử một miếng. À, cục thịt nó này. Cục xì dầu của ông Bê Lắc. Ừ. Ăn con này xuống hơn. Xuống hơn cả con nớp này nè. Nướng mấy cả con sống này ăn xuống. Rồi, bây giờ cho nước chanh vào giống như Mao Đệ. Em cũng làm lại một con nữa. Rồi, cho biết nước như này ra đây. Ngon lắm, Mao Ca. Nước chanh này. Chỉ láng láng qua nước chanh thôi. À, cho ít nước chanh vào đây cho nó thơm này. Ngon lắm mà đây cả. Đã đấy, đặc sản. Múc xì dầu, mù tạt. Đấy, múc nhiều. Xong bắt đầu. Wow. Đi thôi. Một ít coi như chấm. Húp một phát cả sụt. Đây, vào đây cho chanh à. Ui, con này ra sữa này. Đâu? Đấy, chọc phát ra sữa này. Wow. Ui. Ngon chưa? Ui, ngon lắm. Trời ơi. Đau. Ăn sống ngon hơn. Ui, đừng có mất nước. Đừng có mất nước. Ui, chà 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 chà. Ăn con này ngon nhờ. Con này ngon thế. Hàu sữa mọi người ạ. Ngon hơn. Ngon lắm. Đánh vỏ nó. Mình lại để ít. Ngon quá mọi người ạ. Mình lại để ít con sống quá. Ngọt lắm. Bỏ thêm qua cho bi vào. Đây. Ui, tiếc thế. Ăn nó mà khoái. Phải lấy hết thịt.
không được để phí. Ngọt nhẽ nhờ. Cho nước này vào đây cho nó đấy này. Xong rồi vục chanh vào đây này. Láng láng qua này. Ui. Wow. Đấy, mình sẽ lấy lại cái nước lúc nãy của con này rất là ngon. Đổ vào đây. Ui. Quái ơi. Ăn nó bị ngon đấy. À, em thử ăn nào. Con này. Con nào hấp này. Phát này không chọc cái... cho chanh vào. Sếp ăn có ngon không? Phát này sẽ không chọc cái sữa nó ra nữa. Mà đổ vào bớt nước tí. Đấy, này. Ngon tuyệt. Ừ, cái này là cái phần phần vỡ của nó. Em cho thêm một ít chanh vào. Hàu hấp không ngon. Một ít này nào. Hàu này ngon hơn. Ui, đấy. Ôi trời ơi. Ngon không? Ui, đây con ngon nướng ấy. Mình cũng sẽ thử cho con nướng với một ít chanh. Đấy, một ít wasabi. Ngon cực. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Ai chưa được ăn món này nha, nên thử ăn một xem. Cho mất luôn. Ui trời, ăn xong cũng hết giờ mọi người ạ. Nào con nữa. Con nào nhiều hay. Lấy này. Con nào to to một chút. Ây, con này khô mất rồi. Múc ít wasabi vào, ăn nó cay. Ngon lắm. Đấy, sủi luôn này. Sủi luôn. Sủi chanh luôn. Wow. Ui, con này khô quá. Nướng quá mất rồi. Con nào phải chưa chín hẳn đây. Ngon lắm. Anh ơi, bây giờ em ăn em không bị sốc cái này nữa đâu. Chắc là được. Em đạt đến level max rồi. Con này khô khô tí. Mình sẽ trộn với con này. Đấy. Trộn với con này. Ăn bây giờ nó chỉ tê mồm xuống lắm. Wow, múc chanh vào nhá. Ngon lắm. Hai con một. Ngon cực. Wow, múc chanh vào nè. Múc chanh vào nhé. Wow. Rồi múc wasabi nhé. Wow. Rồi cái này múc lên ăn. Ui, cái này phải cho ra luôn đi. Nó kia. Cho ra không nó cháy mất. Ăn kiểu siêu đu vai này. Vừa đầu ở đây nhá. Đổ sang đây. Xong bắt đầu. Sốt của mồm. Biết đấy là cái tác hại gì không? Tác hại của những cái thằng ăn thàm. Đấy, cứ từ tốn như mình này. Mình có thể gắp ra này. Bỏ vào mồm. Đấy, rất nhẹ nhàng. Cho em cho nhiều cái này. Cho luôn, tao gắp hẳn cái xanh xanh vào này. Đấy. Thôi được rồi, đấy. Tao gắp cả cục đây này. Cho nước vào, đấy. Nhưng mà mặn. Sốt vào, không mặn một tí nào. Mặn. Cái này nó mặn. Cái hàu này tao cho mỡ hành có gia vị rồi. Mày. Ngon cực. Ngon không? Ngon. Nhưng anh phải úp không có tí nước nào. Hơi sốc rồi. Nó không bị sốc như ngày trước không? Ui ơi. Sốc cái không? Phải không? Phải không? Đá nhờ. Thôi, xịt mũi luôn. Ai? Cắm đặt lúc nãy mình gắp cả một cái cục. Ngon đến nơi mà. Wasabi vào. Wow. Vậy em chỉ ăn cái này với cả một chanh nữa. Làm còn sống. Ui, chẳng nghe đang ăn tao lại xỉ mũi. Nó kia, nó sốc quá mọi người. Ngon quá. Trời ơi, ngon quá, quá trời ngon luôn. Em chỉ làm một con sống. Hãy đủ nhá. Đấy, tao gãi cho. Em ăn theo kiểu con nướng nhá. Cho nhiều nước chanh này, cho nhiều cái này vào. Ăn the lắm. Này. Ăn thế cực. Mở miệng nó ra. Bét mồm nó ra này. Banh mồm ra. Bọc trong mồm bắt đầu.
lấy một con hàu cũ nè, một con hàu cũ nha, đổ nước chanh nó vào. Wow. Đổ xào nó lên, đổ cái nước này vào, nước gì nhỉ, chinsu với cả cái gì nhỉ, chinsu Dubai, chinsu với cả wasabi ấy, mấy nước chanh. Wow. Xáo nó lên. Wow, nó mà cho mùi. Ui. Mày đừng có, mày rớt rãi vào đây nhá. Đúng chưa? Dubai này. Trời ơi. Xong cái gì? Ui, sướng chưa? Ui. Sốc lên thật não chưa? Dubai à? Ui, à, mình xin phép review lại quả Dubai của Mao Đệ Đệ nhá. Đây. Phải con nào? Bệnh ra này. Đấy. À, xong rồi. Lấy một cái vỏ cũ à, múc nước chanh vào này, xối lên này, xối lại này, xối lại, xối lại nữa này, xối tiếp này. Thế bây giờ là múc thêm cái này à? Đấy, nhiều thế này rồi còn xối tiếp này, quả tay rồi, xối tiếp này, xối tiếp đấy. Bây giờ mình sẽ bớt cái nước chanh đi này, đấy. Xong rồi làm cả sụp một phát này, đấy, bỏ cái vảy này đã. Em đi nước vào trước nó ngủ đấy. Ngon lắm. Bỏ ăn vào cái để thêm một chén. Cái chín này đi, nó cháy hết rồi. Ui, không để ý tí mà cháy hết mọi người. Cháy quá là mất ngon đấy. Tại vì hàu này chỉ nướng qua thôi. Ăn sống ngon nữa nè. Ui, sặc mất hai con. Ôi, con Dubai này bị khô hết cả hai bên mép hàu. Có con ở mặt trên và con mặt dưới cơ. Hai con này nó bị sưng đôi. Hàu ba món. Món hấp bia không ngon mấy nhá mọi người nhá. Ăn được cơ, không nên làm. Cho ăn là cho ít thôi. Cho ít thôi. Không ngon đấy. Cho ít và ăn ngon lắm. Nãy em cho bị quá. Hàu à, hàu nướng mỡ hành mọi người cứ lấy cái hành củ hành khô nhé, băm nhỏ, xong rồi cho một tí dầu vào, xong rồi đổ lên đây, thế là ngon rồi. Không cần nướng. Thiết. Đấy, không cần sau nướng, không cần thiết nhiều nữa. Cho ít này ăn ngon hơn. Mình sẽ thử lại một con hàu hấp bia nhé. Đây, không, thử con nào nó nằm ngửa. Đấy, con nào nằm ngửa để nó bị mất nước, không bị mất nước xem nào. Đây, con này sẽ chắc chắn sẽ không bị mất nước. Ngon nhanh nhỉ. Lại phải cạy nó ra, con này bướng rồi. Con này không bị mất nước, không biết là nó sẽ đấy. Ây da, đấy, vẫn còn tí nước bên trong. Còn ít. Xem là nó ngon hơn không hay là do lúc nãy kia. Lúc nãy mất nước nó không ngon mấy. Ấy. Này mày thế. Nó rơi vào hàu. Ngon không? Ngon ngọt nhỉ. Không ngon bằng nướng với kia. Nướng nhé, nướng ăn theo kiểu sống ấy, ăn theo kiểu cho chanh này cho cái này vào ngon cực nhỉ anh nhỉ. Hấp không phải vị của hàu. Ừ. Nếu hải sản, nếu mà tôm cua thì hấp thì ngon thoải mái. Hấp mình nướng. Ngon nhất, nhưng mà hấp bia với hàu thì không ăn thua. Ôi. Quá à. Làm con sống nữa. Con cuối cùng này mà này cái ăn không? Hả? Ăn đi, đấy tao làm con Thế thì em chén nốt, ngon đấy. Rồi. Khá là ngấy mọi người ạ. 5 cân hàu anh em mình đã bay sạch trong vòng nửa nốt nhạc. Giờ con này cảm giác vẫn ngon. Ê anh ơi. Con này nó bị nào ấy? Sao bị nào? Nó như kiểu đá vôi ấy. Đá vôi gì? Vâng, ông ăn hàu không ông ơi? Ông ăn hàu không? Đây, phải bóc này ra nè. À. Đây vẫn còn. Ông có làm con hàu không? Ông. Ờ, nhồi nhập tí nước. Vâng.
Đấy. Con đệ sẽ làm nốt con cuối cùng. Ôi trời. Có làm ác ác ác, đừng có ác ác nữa nhá. Nước ê, nó mặn mặn mà. Nó mặn lắm. Thì nó ở biển đi, nước nó chả mặn. Bỏ bỏ nước nó. Mặn lắm. Mặn thì ăn sống nó mới không bị tanh. Xong dùng cái con này.